À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Lan. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong bài học ngày hôm nay. Ở bài học hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau đi làm bài tập của bài 3, ôn tập so sánh hai phân số rồi đúng không nhỉ? Đến bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập của bài số 4, ôn tập so sánh hai phân số tiếp theo trong sách bài tập toán lớp 5 tập 1 trang số 6 nhé. Bài học hôm trước chúng ta đã cùng nhau đi nêu lại các tính chất để so sánh hai phân số cùng mẫu số đúng không nhỉ? Và cô sẽ nhắc lại cho các con nhé. Đầu tiên này, phân số nào mà có tử số bé hơn thì phân số đó sẽ bé hơn. Còn phân số nào mà có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Còn nếu mà tử số của chúng bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Tiếp theo đó là muốn so sánh hai phân số khác nhau, khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số của hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập trong sách bài tập nhé. Chúng ta sẽ đi vào bài tập số 1 này. Đề bài ra cho con hai ý A và B. Ý A người ta yêu cầu con điền dấu lớn, dấu nhỏ hoặc là dấu bằng thích hợp ở chỗ trống. Đầu tiên là 4/7 với 1 này, 7/4 với 1 này, 3/3 với 1 này, 8/5 với 1. Đầu tiên là 4/7 với 1. Thì như các con đã được học ở chương trình lớp 4 rồi đúng không nhỉ? Nếu mà phân số nào có tử số mà nhỏ hơn mẫu số thì suy ra phân số đó sẽ nhỏ hơn 1. Phân số nào có tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1. Như vậy, 4/7 so sánh với 1 thì ta sẽ điền được dấu nhỏ vào chỗ trống đầu tiên này. Tiếp theo là 7/4 với 1. Thì chúng ta cũng đã được học cái tính chất ở lớp 4, đó là phân số nào có tử số mà lớn hơn mẫu số thì phân số đó sẽ lớn hơn 1. Từ đó thì ta sẽ dễ dàng so sánh được phân số 7/4 với 1. Ta sẽ điền được dấu lớn đúng không nhỉ? Bởi vì 7 lớn hơn 4. Tiếp theo là 3/3 với 1. Thì ở bài đầu tiên của chương trình lớp 5, ta đã được học lại cái chú ý đó là một cái phân số mà có tử số và mẫu số bằng nhau và mẫu số thì khác không thì nó chính bằng 1. Như vậy, phân số 3/3 chính bằng 1, đúng không nhỉ? Tiếp theo là 8/5 với 1. So sánh 8/5 với 1 thì ta lại áp dụng cái tính chất này. Phân số nào mà có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1. Như vậy, ta thấy rằng 8 trên tử lớn hơn mẫu số là 5. Như vậy thì ta sẽ dễ dàng điền được dấu lớn vào chỗ trống. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong ý A. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm ý B nhé. Đề bài người ta yêu cầu con viết bé hơn, lớn hơn, bằng vào chỗ trống thích hợp. Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó như thế nào với 1 này? Nếu mà tử số bằng mẫu số thì phân số đó như thế nào với 1 này? Nếu mà tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó như thế nào với 1? Đầu tiên là nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó sẽ nhỏ hơn 1, đúng không nhỉ? Ta sẽ điền được cụm từ đó là bé hơn. Tiếp theo này, nếu mà tử số bằng mẫu số thì phân số đó sẽ bằng 1,
đúng không nhỉ? Và cuối cùng, nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó sẽ lớn hơn 1. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 2 nhé. Đề bài lại cũng cho con hai ý, đó là ý A và ý B. Ý A, người ta yêu cầu con điền dấu lớn hoặc dấu nhỏ thích hợp vào chỗ trống. 2/9 với 2/7 này, 15/8 với 15/11 này, 4/15 với 4/19 này, 22/9 với 22/5 này. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh 2/9 với 2/7 trước nhé. Thì như chúng ta đã được học ở lớp 4, cái tính chất của hai phân số đó là hai phân số mà có cùng mẫu số. Có cùng tử số, cô xin lỗi nhé. Có cùng tử số mà phân số nào có mẫu số nhỏ hơn mà phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn. Như vậy, phân số 2/9 với phân số 2/7, ta thấy rằng tử số của chúng bằng nhau và bằng 2 này. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách đó là so sánh mẫu số của chúng. Phân số nào mà có mẫu số nhỏ hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Ta thấy rằng 7 nhón 9, như vậy phân số 2/9 sẽ nhỏ hơn phân số 2/7 và ta sẽ điền được dấu nhỏ vào chỗ trống này. Tiếp theo là phân số 15/8 với 15/11. Thì ta thấy rằng 15 ở trên tử của chúng giống nhau này. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách đó là so sánh mẫu số của chúng. Mẫu số của phân số nào nhỏ hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Ta thấy rằng 8 nhỏ hơn 11. Như vậy, phân số 15/8 sẽ lớn hơn phân số 15/11. Tiếp theo này, phân số 4/15 và phân số 4/19. Ta thấy rằng tử số của chúng bằng nhau vào bằng 4, đúng không nhỉ? Như vậy, thì ta sẽ so sánh mẫu số của chúng. Mẫu số, ta thấy rằng 15 nhỏ hơn 19. Như vậy, phân số 4/15 sẽ lớn hơn phân số 4/19. Tiếp theo này, phân số 22/9 và phân số 22/5. Ta thấy rằng tử số của chúng bằng nhau và bằng 22. Bây giờ ta cũng chỉ còn cách đó là so sánh mẫu số. Mẫu số của phân số nào mà lớn hơn thì phân số sẽ nhỏ hơn. Ta thấy rằng 9 lớn hơn 5. Như vậy, phân số 22/9 sẽ nhỏ hơn phân số 22/5. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong ý A. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý B nhé. Đề bài người ta yêu cầu con viết bé hơn, lớn hơn vào trụ trống thích hợp. Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn hoặc lớn hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn hoặc bé hơn phân số kia. Đây là một cái chú ý các con sẽ phải nhớ để làm được các bài tập so sánh nhé. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3, đề bài sẽ yêu cầu con điền dấu lớn hoặc dấu nhỏ thích hợp vào chỗ trống. Phân số 3/5 và phân số 4/7 này, phân số 9/11 và phân số 9/13 này, phân số 2/3 và phân số 3/2. Đầu tiên là phân số 3/5 và phân số 4/7. Muốn so sánh hai phân số thì ta sẽ phải nhìn xem chúng có cùng mẫu số hay là có cùng tử số không, đúng không nhỉ? Thì ta thấy rằng 5 và 7 là mẫu số không giống nhau, như vậy ta sẽ phải đi quy đồng hai phân số để chúng có cùng mẫu số chung. Ta sẽ gọi mẫu số chung là 5 x 7 bằng
35. Như vậy, phân số 3 phần 5. Ta sẽ lấy 35 chia 5 ta được 7. Như vậy, phân số 3 phần 5 ta nhân cả tử và mẫu với 7 ta được 3 x 7 phần 5 x 7. 3 x 7 bằng 21 này. 5 x 7 bằng 35. Từ đó, phân số 3 phần 5 sẽ bằng phân số 21 phần 35. Tiếp theo là phân số 4 phần 7. Ta sẽ lấy 35 chia cho 7 ta được 5. Như vậy, 4 phần 7 ta nhân cả tử và mẫu với 5 ta được 4 x 5 phần 7 x 5. 4 x 5 bằng 20, viết 20, 7 x 5 bằng 35. Như vậy phân số 4 phần 7 bằng phân số 20 phần 35. Từ 2 cái phân số 21 phần 35 và phân số 20 phần 35, ta sẽ dễ dàng so sánh được hai phân số đó. Ta sẽ thấy rằng vì 21 lớn hơn 20 nên 21 phần 35 sẽ lớn hơn phân số 20 phần 35. Hay phân số 3 phần 5 sẽ lớn hơn phân số 4 phần 7. Đó là ta áp dụng cái tính chất đó là muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng. Phân số nào mà có tử số lớn hơn thì phân số sẽ lớn hơn. Như vậy, ta sẽ điền được dấu lớn vào chỗ trống đầu tiên ở bài 3 này. Tiếp theo, phân số 9 phần 11 và phân số 9 phần 13. Ta thấy rằng hai phân số này có cùng tử số là 9. Như vậy thì ta chỉ cần so sánh mẫu số của chúng thôi đúng không nhỉ? Mà trong hai phân số mà có tử số bằng nhau thì phân số nào sẽ có mẫu số bé hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Ta thấy rằng 11 nhỏ hơn 13. Như vậy, phân số 9 phần 11 sẽ lớn hơn phân số 9 phần 13. Và cuối cùng, phân số 2 phần 3 và phân số 3 phần 2. Với hai phân số này thì chúng ta có thể quy đồng để chúng có cùng mẫu số, hoặc quy đồng để chúng có cùng tử số, hoặc là có một cách nhanh nhất đó là chúng ta thấy rằng cái tính chất đầu tiên ở bài số 1 ấy, phân số nào mà có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó sẽ lớn hơn, sẽ bé hơn 0, bé hơn 1. Nếu mà tử số bằng mẫu số thì phân số đó sẽ bằng 1. Và cuối cùng đó là nếu mà tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó sẽ lớn hơn 1. Đầu tiên là phân số 2 phần 3. Ta thấy rằng tử số bé hơn mẫu số, như vậy phân số 2 phần 3 sẽ nhỏ hơn 1 này. Phân số 3 phần 2, ta thấy rằng tử số lớn hơn mẫu số, như vậy phân số đó sẽ lớn hơn 1. Từ hai cái kết quả của chúng ta vừa so sánh được thì ta sẽ dễ dàng áp dụng tính chất bắc cầu. Ta được 2 phần 3 nhỏ hơn 1 và nhỏ hơn 3 phần 2. Hay phân số 2 phần 3 sẽ nhỏ hơn phân số 3 phần 2, đúng không nhỉ? Từ đó thì ta sẽ dễ dàng điền được dấu nhỏ vào chỗ trống thứ 3 ở bài số 3. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập của bài số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 4 nhé. Đề bài ta cho con biết đó là Vân có một số bông hoa. Vân tặng Mai 1 phần 4 số bông hoa, tặng Hòa 2 phần 7 số bông hoa đó. Hỏi ai được Vân tặng nhiều hoa hơn? Với cái bài toán này ấy, muốn so sánh xem ai được Vân tặng nhiều hoa hơn thì chúng ta sẽ phải đi so sánh hai cái phân số 1 phần 4 và phân số 2 phần 7, đúng không nhỉ? Muốn so sánh hai phân số 1 phần 4 và 2 phần 7 thì chúng ta không thể áp dụng được cái tính chất đó là nếu mà tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó sẽ bé hơn 1, hoặc là tính chất đó là nếu mà tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó sẽ lớn hơn 1, bởi vì ta thấy rằng tử số của hai phân số này nhỏ hơn mẫu số rồi. Như vậy thì cách đó không hợp lý. Cách số 2 đó là chúng ta chỉ có cách đó là quy đồng mẫu số chung. Ta sẽ gọi mẫu số chung là
4 x 7 bằng 28. Từ đó thì ta sẽ dễ dàng quy đồng được 2 phân số 1 phần 4 và 2 phần 7. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày nhé. So sánh 1 phần 4 và 2 phần 7. Đầu tiên là mẫu số chung. Ta lấy 4 x 7 bằng 28. Ta quy đồng phân số 1 phần 4 và phân số 2 phần 7. Đầu tiên là phân số 1 phần 4. Ta lấy 28 chia cho 4, ta được 7. Như vậy phân số 1 phần 4, ta nhân cả tử và mẫu với 7 ta được 1 x 7 và 4 x 7. 1 x 7 bằng 7 này, 4 x 7 bằng 28. Tiếp theo, phân số 2 phần 7. 2 phần 7 ta sẽ lấy 28 chia cho 7 ta được 4. Như vậy phân số 2 phần 7 ta nhân cả tử và mẫu với 4 ta được 2 x 4 phần 7 x 4 bằng 2 x 4 bằng 8 này phần 7 x 4 bằng 28. Từ đó ta sẽ dễ dàng so sánh được 2 phân số 7 phần 28 và 8 phần 28. Ta thấy rằng vì 7 nhỏ hơn 8 nên 7 phần 28 sẽ nhỏ hơn phân số 8 phần 28. Và từ đó ta có thể viết đó là hay 1 phần 4 nhỏ hơn phân số 2 phần 7. Và ta kết luận đó là vậy hòa được Vân tặng hoa nhiều hơn Mai. Rồi, vừa rồi cô và con đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập của bài số 4, ôn tập so sánh hai phân số tiếp theo. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.